we sail a little bit high. À, mình sẽ tổ chức cho con gái chị một cảm ơn em đã tạo ra một cái sân chơi như thế này để cho mẹ con chị có một cuộc sống thật là sung túc. Thật sự chị vui vẻ, chị rất là biết ơn em. Con chị là đứa nào, thằng nào? Quỳnh Bảo Toàn. Quỳnh Bảo Toàn, Luna đó hả? Dạ. Rồi, happy birthday Luna. Thưa quý vị, hôm nay là sinh nhật Luna đúng không chị ơi? Dạ. Rồi. Không, cái bài nhạc này nó bình thường đó, tắt đi. Bài nhạc truyền thống của đoàn em khi mà con bắt đầu có sinh nhật rồi đó. Rồi, Luna em cầm bánh đi cưng, cầm bánh đi. Luna ơi. Mùng 3 nha. Rồi, không, mùng 3. Không, để chị làm mẹ, chị phải có. Đúng rồi, chị có lời chúc đi, chị chúc cho Luna đi. Na ơi, đây hai nén nhang trầm, mẹ thân giấy hôn con. Hôn linh thiêng, con hái đồ cho đoàn. Nếu có linh, con chứng cho tâm thành. Cầu cho trong đoàn, đường trên thuận dưới hòa. Hay quá, công nhận là mẹ có câu chúc Phật tử, ta chúc rất là quý vị, rất là điềm đạm thưa quý vị nha. Xin nhật hát 3 nén, 3 nén hương trầm. Không, bậy rồi em, 2 nén trầm hương. 2 nén trầm hương. Bây giờ chờ tới chị hát rồi. Chị rồi bây giờ lộ hát tặng Luna nha. Mong là tuổi mới thì Luna bớt ăn cắp hơn một chút xíu là được rồi. Bây giờ mình hát một cái bài dành tặng cho Luna. Vẫn là bài truyền thống nha. Happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Happy birthday, happy birthday, happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Cậu ơi, nó nã tôi chết rồi. Happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Rồi, cảm ơn âm nhạc. Kính thưa quý vị, đối với tất cả các thành viên đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, Lô được dành một phần quà rất là dễ thương dành tặng cho các thành viên khi sinh nhật tới. Đặc biệt Luna là một thành viên rất là ưu tú, thường xuyên là trộm vặt trong đoàn, cho nên là Lô đã dành một cái chuyến đi Vũ Hán du lịch gần nhất để tặng cho em ấy. Rất mong em sẽ có một chuyến du lịch thật vui vẻ cùng với gia đình mình nhé. Nếu mà gia đình không đi được thì em có thể đi xong về mình chờ. Đây, mẹ tặng cho con, đây mẹ tặng cho con một cái bình này để bảo vệ sức khỏe. Nó ơi, một món quà đặc biệt, mẹ không có gì hơn, mẹ chỉ tặng cho con sức khỏe thôi. Con gái của mẹ cố lên. Rồi, cái gì vậy Bibi ạ? Hả? Dạ. Nếu mà mình đi du lịch đó mà mình sợ bị dịch bệnh đó thì em cũng nên trồng những cái bao này lên. Và có khi không, con này không đẹp mà còn thần kinh đúng không quý vị? Có khi đó mình qua tới bển mình không chết vì dịch mà mình chết vì ngộp thở quý vị. Rồi, ngay bây giờ ai có biết tay quý vị? Bà đậu cha đó thiệt chứ, mới sinh nhật thôi con nã. Thiệt đó, đang định là đặt cái mặt chương trình là Quỳnh Bảo Hoàng Du và sửa lại chữ Luna cho nó ngắn đỡ tốn vàng. Rồi bây giờ ai có chữ trên tay, chúng mình sao bắt đầu do xấu vậy ơi? Bảy gì là hay. Bảy gì là hay. Hay gì đi do xấu biết con hay gì đi. Hay gì đi con hay gì đây. Mai ta đi xa, câu hát này xin gửi. Ba mươi
52, 52. Dở gì mà ác ôn. 52, 52, 52, 52. Còn mày gì đây mày, gì đã ôn. Vì anh như cô thăm, con bắt năm mà sao mới chịu. Giang người hơn xa xinh quá, cho những cô đất cô làng ta mới. Ngày nào cũng đang nghĩ thì mời, ngày nào cũng đang nghĩ thì mà giờ đây cô thăm, xin như nàng tiên. Nguyện 40, 40 nguyên. Nguyện 40 con 40. Còn 40 con 40 trời đất con mấy. Xấu thì đây. Xấu thì ra con bước sinh con. Bước sinh con bước chết sinh. Còn số 9. Còn số 9. Còn số 9. Còn số 9. Còn số 9 con muốn gì đi bố. Gì đi con muốn gì đây. Trên nhà vi kiệm của bốn chú anh và tài là bé ha. Rồi mời chị gái xinh đẹp đó, mình gặp giải mình tại phía bên trên luôn nha. Rồi mình nắm cổng dây điện lên đi chị, để nó rớt. Rồi phía bên trên chúng em đang kiểm qua những con banh và những tà lá vé. Thì phía bên dưới chúng em cũng đang rào bước phục vụ cho cô chú anh chị mình qua một dòng loại mới luôn ha. Thì anh chị là chưa có tà vé mình nhớ cho cánh tay lên nha. Ký hiệu 1442 đúng dòng loại 48. Dạ có 1 quan 33. Có 2 quan âm 23. Dạ có 3 luôn quan âm. Số 5 hợp lệ nghe quan chủ nhân thứ 2. Ký hiệu 1443 đúng dòng loại 48. Nhân 1 33 2 23 3 số 5 hợp lệ. Rồi dòng loại vừa qua còn vị chủ nhân nào đọc giải nữa mà. Rồi hết dòng loại vừa qua chỉ có hai vị chủ nhân. Rồi bây giờ mình qua đây mình quay banh ha. Ai số lớn nhất thì mình chọn qua gấu lớn. Còn người còn lại mình chọn giùm em qua con gấu nhỏ nha. Rồi anh chị mình ơi, phía bên dưới thì anh chị nào mình chưa có tà vé mình nhớ giơ cái tay lên anh chị mình nha. Rồi số mấy chị? 12. Số 4. Số 4 rồi chị lấy mấy em con gấu nhỏ rồi chị lấy mấy em gấu lớn nha. Rồi xin chúc mừng hai chị ha. Vâng anh chị mình ơi, thì ngay từ giờ này một lần nữa thì anh chị nào mình chưa có tà vé mình giơ cho cánh tay lên để cho nhân viên thấy và đến tận được tận chỗ để trao cho cô chú anh chị mình qua những tà lá vé. Dạ dạ có chị. Chị lấy đi. Trời ok, càng cao là càng thấp đó chị. Mãi mãi yêu anh khi thương tình trái ngang. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra con ai nữa giơ tay lần cuối. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây. Mấy gì ra ba gì đây ba gì ra ba gì đây. Ba gì ra cái ba gì ra ba gì ra. Mẹ cho cân tâm tiếp theo cùng con. Lo cho con sớm khuya dù còn ngàn. Vậy ngân tâm hãy mau chuẩn bị hành lý. Mà nè nhớ hành lý mà nam tử. Và hãy mau trả mình mà nam nhi. Cười mang hạnh phúc đến cho mọi người. Còn 40, còn 40, còn 40, còn 40, còn 40 xuống thì đã xuống thì này. Biết đến câu điệp mẹ mang cha con qua. Hãy áo nào chậm dài, lời ru thưa tháng năm dài. Tìm lời ngọt ngào. Má xin lên đây nhận lại em cho xin xin lại. Ai làm gơi chìa phá lên đây nhận lại giùm cho em. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây. Mấy gì ra hai gì ra cái hai gì ra hai gì đây. Hai gì ra hai gì ra hai gì ra cái hai gì ra. Chiều nay ra bờ sông giang hai con chú chú ta.
23 mùa gì đây, con mùa gì đây? Xin mời anh chị mình khoan quỹ tài lá vé của mình. Rồi bây giờ bước lên sân khấu để chúng ta cùng nhau kiểm tra, tiếp tục ủng hộ cho dòng lợi mới với tiền vẫn là 10.000 đồng anh chị. Và bây giờ xin mời anh chị mình nhớ nha, ai đi sau đến mù chúng ta còn vài chiếc ghế nữa ở bên đây. Anh chị nào có nhu cầu mà thuê ghế đó, mỗi chiếc ghế là 5.000 đồng. Và ủng hộ mỗi tài lá vé vòng loại là 10.000 đồng để chúng ta sẽ có cơ may nhận qua một gói siêu to khổng lồ. Và anh chị mình nhớ nha, những tài lá vé lô tô mà chúng ta không may mắn đoạt giải đó, chúng ta vẫn còn có một cơ hội nữa. Chúng ta quay lại mặt sau tài lá vé ghi họ và tên kèm số điện thoại nha. Rồi chào anh bảo vệ 1549. Số 8 có mò 14, 2 39, có 3 40, hợp lệ. Rồi, trời ơi con Mỹ kìa, đó hợp lệ rồi em ơi. Còn anh chị nào đọc giải nữa không à? Rồi bây giờ không ai đọc giải nữa thì em là người may mắn nhất chọn qua một con gấu siêu to khổng lồ nha, một con gấu lớn. Rồi, kèm một bao lì xì nữa. Rồi cảm ơn em.